Rồi, em xin chào mọi người. Hôm nay em tiếp tục đi bắt tôm tích ở cái bãi nước cạn đằng trước này. Thì các bạn và anh chị đón theo chân em đi bắt tôm tích. Thì hôm nay nước thì tới 10 giờ mới cạn sát à. Thì hôm nay là con nước cuối cùng cạn rồi. Thì sau video nha, video này thì cả tuần sau em mới có video tiếp theo về bắt tôm tích. Thì khi nào nước cạn thì mới bắt tôm tích được ạ. Đây em đang có đi ra cái chỗ nước cạn để em bắt tôm tích. Ở đây em đi ra tầm 50m thì em mới thấy được một hang tôm tích. Em phải tiến hành đặt bẫy cho mọi người xem. Hang này thì đang còn nằm ở dưới nước, nước chưa có cạn thì em mới thấy được một hang rồi. Đây em đang có chuẩn bị đến đặt cái hang tôm tích này. Thì hang tôm tích đầu tiên thì cũng nhỏ thôi, không có to, nhưng mà nó rất là nhanh lên. Em vừa đặt xuống một tí là nó lên luôn, em cũng không kịp cây cận cảnh cái lúc nó lên. Tại vì nước chưa có cạn nên em không quay cận cảnh. À đây, đây là lúc cái con tôm tích nó đã lên. Em có kéo nó lên cùng xem. Con này thì chỉ là hơn một lạng thôi, gần 2 lạng thôi, rất nhỏ thôi. Lạng thôi, con này chắc lạng mấy thôi. Thì em có bắt thêm ốc ngọt bóc bằng tay nữa cho mọi người xem. Ốc này thì gọi là ốc đỏ. Thì em bắt được cũng một ít ốc đỏ nữa về luộc ăn. Đây là ốc đỏ. Và đây cũng là con ốc đỏ luôn, khá to. Thì tiếp tục ở đây có một con nữa. Thì ở đảo em thì rất là phong phú, nhiều loại ốc. Ốc bằng tay, ốc nón, ốc đá. Thì bây giờ ốc tia tượng, ốc đá cấm thì em không có bắt những cái con ốc đó. Thì em bắt cũng được kha khá rồi mọi người. Và đây là em đã đến cái hang tôm tích. Gần đó, sát bên cái chỗ hang tôm tích rồi đó. Chỉ còn mấy con ốc nữa thôi. Đây, đây thêm một con nữa. Wow, chỗ này nhiều ốc đã ngọt quá. Mà đây là cái hang tôm tích rồi. Cái hang này thì em đã bắt một con rồi. Em đã bắt con đực rồi. Hang này chỉ còn một con cái thôi. Thì cái hang này nó sẽ bích lại như vậy nha, nó không có giống như là những cái hang trước. Thì những hang mà bắt một con rồi á, còn con cái nó hay bích cái hang lại như vậy lắm, rất là khó tìm thấy luôn. Thì em đã làm dấu rồi, chỉ ra đến nơi là mình đặt bẫy thôi. Thì cái hang này đặt á, thì là đặt đến cuối cùng luôn, nó vẫn không lên. Mà em vẫn quay cái cảnh đặt bẫy cho mọi người xem. Em đang có tiến hành đặt bẫy. Thì hôm nay em sẽ làm cái cách bắt tôm tích bằng tay luôn, cho mọi người cùng xem. Thì em sẽ dùng tay không để em bắt con tôm tích nó luôn. Thì như video, nhiều video em đã nói thì rất nhiều hang tôm tích, nhưng mà ở đảo thì nước cạn thì tôm tích nó rất là nhát, nó không có dạng như là tôm tích mình thấy những anh của anh thợ lặn ở dưới sâu.
thì rất nhiều người đi lại nên rất là nhát. Thì đây là một hang cái nữa, hang này thì em đã đặt và dính được một con, được con cái tung tích cái gạch ở cái hang này. Nếu mà đảo em mà tung tích nó mà giống như các anh lặn sâu mà lặn, chắc một đêm em bắt phải 50-60 con là ít. Thì ở đảo em rất là nhiều hang, nhưng mà ví dụ mà 10 hang em chỉ bắt được tầm 5 hang thôi, còn 5 hang kia nó không lên. Không lên thì ít nhất là em phải dùng bằng tay, mà mình phải phụ thuộc vào thủy triều nữa. Thủy triều nó cạn lâu thì mình mới bắt được lâu, thủy triều nó cạn mà nhanh thì mình không có bắt được nhiều, mình phải bắt theo thủy triều. Tại vì có những hang nó nằm xa ngoài thủy triều, thủy triều cạn hết mình mới bắt được. Đây là cái lúc em đi đặt bẫy xong rồi thì em có đi vòng vòng để bắt ốc bằng tay về luộc ăn. Đấy, em sẽ quay cho mọi người cùng xem cái lúc em đi bắt ốc bằng tay. Thì ở đảo em nhiều, rất có nhiều ốc bằng tay. Mọi người đi mà có mà ra đảo chơi á, hoặc là người ở đảo mình á có đi bắt ốc bằng tay thì chuyện chú ý một tí thôi, mình sẽ thấy ốc bằng tay ngay. Em có đi một tí mà được mấy con. Cái bẫy thứ hai em đặt lúc nãy em nói mọi người đó, thì cái bẫy nó đã dính được con tôm tích cái rồi nè. Con này cũng to đó mà, con này là tới 3 lạng 8 rồi. Con này có gạch, mọi người thấy cái càng nó búng lên nè. Đấy. Con này thì cũng có gạch nhưng mà gạch vừa phải thôi, hay là màu nó chưa có đổi trắng nên mình nhìn không rõ hết rạch của nó. Nó đã có gạch đít rồi, nó sẽ có gạch trên lưng. Nên em đã được 2 con rồi đó. Thì đây là cái hang mà hang tôm tích. Cái hang này thì em đặt cái bẫy xuống á, thì nó chỉ lên nó búng cái bẫy thôi, chứ nó không lên con mồi. Nó cứ lên nó búng cọc 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 ngoài, và em có quay nhưng mà nó không lên nên em đã bỏ cái khúc đó rồi. Thì em cũng có đặt bẫy luôn, nó không lên thì em chuyển qua em bắt bằng tay. Đấy, em vạch luôn một hang này rất là to luôn, em chọc cái tay xuống là lọt tốt luôn, còn dư rất là nhiều tay. Đấy, em cũng có tiến hành đặt bẫy và nó không lên. Thì ở xích đằng trước cũng có một hang luôn, hang to hơn hang này nữa. Thì hang nó của em cũng đặt bẫy, nó cũng không lên luôn à. Nó chỉ lên nó búng cái bẫy thôi, nó không lên. Thì bắt buộc những cái hang đó thì phải bắt bằng tay, chứ không còn cách nào để em bắt nữa. Thì cái cách bắt bằng tay là cái cách bắt nguy hiểm nhất, và cái cách bắt đó để chuyên trị những con tôm tích mà nó lên nó búng bẫy mà nó không lên lên mồi của bẫy cá, thì mình sẽ bắt bằng tay luôn. Đây là lúc em quay cận cảnh được cái con tôm tích nó bò lên hang, cái hang thứ tư đây à. Đây cái lúc nó bò lên hang, mọi người cùng xem con này, cái hang này to, rất là to luôn. Mình có quay trực tiếp của cái hang nó. Thì những cái con này mọi người thấy nó lên dạng vậy thôi, nhưng mà thực chất là nó rất là nhát nha. Em thả bẫy xuống nhưng mà nó vẫn không lên. Đấy, nó đang bò ra đó, mọi người có thấy không? Đấy, nó đang lú cái đầu nó lên nè. Mọi người có thể nhìn nha. Mình quay cận cảnh luôn, cái hang to, rất là to luôn. Đây là em có đi lại, em xem cùng với em của em. Thì mình lúc bắt tôm tích nó chỉ cần có tiếng động bên hông thôi là nó sẽ bò xuống ngay nha, chỉ cần tiếng động nhẹ thôi. Đây là em đã chuẩn bị con mồi cổ tay xong rồi. Đấy, em có giở tay lên cho mọi người thấy, trong tay em là đang con cá nha mọi người. Đấy, em kêu camera quay xuống cái hang và em giở cái bẫy mà con tôm tích nó không lên lên. Đây,
đây là cái con tôm tích nó lú đầu mà nó không lên bẫy đây, thì em bắt buộc em bắt bằng tay. Vì bắt bằng tay nó rất nhanh lên, nhưng mà bắt bằng tay thì tỷ lệ bị đâm là 5/5 luôn đó. Khi mà mình bấu vô cái càng của nó mà hướng á, hoặc là mình bấu vô là một cái càng này á, mình không chụp dính hai cái càng á, thì nó sẽ bấu vào tay mình luôn nha. Cái càng còn lại nó sẽ bấu vào tay mình ngay nha. Đây em có chọc xuống hang nè mọi người đây. Thì trước khi chọc xuống hang thì em nó quay vòng quanh rồi, mọi người yên tâm em bắt đều là tự nhiên hết chứ em không có dàn dựng đâu mọi người. Video này video gốc luôn, em không có cắt ghép cái khúc mà em thọc tay xuống đâu. Thì trước khi nó lên nó sẽ đụng tay em giống như cái bẫy kia vậy đó, rồi từ từ nó mới lên con mồi thì em mới chụp được nó. Đó, đây là lúc em đã chụp dính nó rồi đó. Thì lúc em chụp dính nó thì em chụp dính có một bên càng thôi, may mắn sao mà em móc một ngón tay lên và chụp dính hai cái càng của nó mà kéo được cái càng kia của nó lên. May mắn là em không bị búng. Đây em có đang cố gắng em chọc sâu xuống để em chỉnh cái hướng lại để em kéo con tôm tích lên, chỉnh cái hướng cái càng của nó lại. Đây em đang có chuẩn bị kéo con tôm tích lên rồi. Đây mọi người cùng xem em kéo con tôm tích lên đây. Đấy mọi người có thể thấy là em đã chụp được hai cái càng của nó rồi nha. À, con tôm tích này rất là to luôn. Con này thì cũng hơn 3 lạng luôn à. Con này là tôm tích đực đó. Em có cho mọi người xem là con cá em để trên tay và cái càng của nó em nắm được rồi đó. Thì những hang không lên thì em phải bắt buộc phải bắt mình như vậy. Thì em còn một cái cách bắt thứ hai nữa, thì em cũng sẽ nhiều video sau em cũng sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Đây em gọi cách bắt này là cách bắt bằng tay không đó. Thì rất là nhiều người hỏi em tại sao là bắt tôm tích mà không đeo bao tay. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy cái cách bắt thứ ba của em rồi, mọi người biết rồi đó. Đeo bao tay làm sao mà em cảm giác được con tôm tích nó lên trên tay em mà để em chụp được à. Đây là cái hang này cũng là cái hang đầu em quay cho mọi người xem đó. Cái hang này nó cũng không lên luôn, em đã đặt bẫy rồi nhưng mà nó không lên. Thì camera có ngồi quay rồi nó chỉ búng cái bẫy thôi. Em lại bắt buộc em phải lại bắt bằng tay nữa nha. Đấy em có dở bẫy lên và em bắt bằng tay. Em có kêu camera quay vòng quanh một đoạn. Đấy, em có kêu camera quay một vòng để cho mọi người cùng thấy là xung quanh là không có ai hỗ trợ sẵn hay gì hết đâu nha. Đấy, video là video gốc hết chứ không có cắt ghép cái khúc này đâu. Đấy, này em thọc tay xuống là nó ngay hang luôn rồi, nó búng em một cái. May là nó chỉ búng càng nữa thôi chứ nó không móc lại. Thì con này nhanh lên đó. Đấy em đã bắt dính nó luôn rồi. Em vừa chọc tay xuống là nó lên tay em luôn. Nhưng mà đặc biệt là mình đặt bẫy thì nó lại có cái tình trạng là nó không lên mồi. Nó chỉ ở dưới nó búng cái bẫy thôi chứ nó không lên mồi nha. Nếu mà ai mà có ra công đảo á, muốn trải nghiệm á, thì em sẽ dẫn đi mọi người dễ hơn. Đây là lúc em cũng giống như bên kia đó, em phải chỉnh nó lại, em phải chỉnh hai cái càng của nó lại thì em mới kéo lên được. Đây em đang có kéo con tôm tích lên cho mọi người cùng xem đây. Đây em có nắm hai cái càng của nó lại và em kéo lên cho mọi người xem. Con tôm tích này thì là 3 lạng 6 nha mọi người. Rất là to luôn, rất là khủng luôn. Con này con tôm tích đực 3 lạng 6. Thì mùa ngày tối ngày mai thì nước sẽ không cạn đến đây rồi. Thì em đợi mùa sau thì em mới bắt được ở đây tiếp tục. Hai hôm này thì còn một con cái ở dưới. Thì hôm kia cũng là còn một con cái luôn. Thì
giờ nước nó cũng đang nhóm lớn rồi. Hôm nay thì nước nó không còn sát như được mấy hôm trước. Thì em ra cũng tầm 2 tiếng là em về thôi. Đây em sẽ quay thành quả nãy giờ em bắt được mấy con thêm một con sơn. Đây em đã bắt được 4 con rồi. Bữa nay bắt toàn tầm tích to không mọi người. Em có đổ nước vô này đi về em thay nước mới đi ra cho nó khỏe hơn. Đây em có tổng kết cái ngày hôm nay em bắt được bao nhiêu con cho mọi người cùng xem. Thì ở đây là em được 4 con. 4 con rồi thì một con nhỏ và 3 con to và một con tung tích cái có gạch. Đấy, mọi người thấy nó đổi màu thì mình nhìn rõ hơn cái đường lưng của nó có gạch. Thì em tổng kết như vậy để em đi vô thôi. Thì trong lúc em đi vô á thì em đã phát hiện được một hang tung tích, một con cũng nhỏ như vậy luôn. Và em có đào thử thì may mắn sao em vẫn đào dính nó hang, thì hang nó nằm gần bờ lắm rồi nên em sẵn em đào luôn. Thì hôm nay bắt được ít ốc bằng tay à, thì có 4 con ốc bằng tay thôi với 5-6 con ốc ốc đỏ à. Đây là cái lúc em đi vô gần tới bờ rồi em thì em thấy được thêm một hang này nữa. Thì cái hang này em bị nó đâm tới 3 lần lận. Và máu chảy rất là nhiều nha. Em bị nó đâm tới 3 lần lận. Thì cái đoạn máu chảy em đã bỏ đi rồi. Cái đoạn đó thì camera không có quay vô cái lúc tay em chảy máu. Thì hang này là cái hang con tung tích nhỏ như con tung tích đầu vậy đó. Nó ở thì cũng chỉ có một mình thôi. Nó ở dạng nó ở lai vãng á, hôm nay nó đào lỗ này thì tuần sau nó đào lỗ khác vậy đó. Nó tìm con cái để nó ở chung. Thì hang này cạn thì em mới đào thôi. Có những hang thì lúc đầu nó cạn nha mọi người. Nhưng mà mình đào được ví dụ tầm một nửa hoặc là mình đào tới cái đoạn của nó chẻ ra hai bên á thì bắt đầu nó lại ăn xuống thì lúc đó mình bỏ hang mình không đào được nữa. Thì nó ăn xuống rất là sâu, không thể nào đào được nữa. Nếu mà hang nào may mắn á, thì nó sẽ cạn thẳng luôn. Nó cạn chạy dài ở dưới mặt cát á, thì mình đào được nha. Còn nó mà ăn xéo xuống dưới sâu á, thì mình sẽ bỏ. Mình không đào được. Nếu mà những hang to ở ngoài kia đặt bẫy á, mà em đào được á, thì rất là sung sướng luôn. Tại vì đào như vậy em sẽ bắt được 2 con. Mà em rất là sợ những hang to đó nha. Tại vì hang to đó thì có những con cái to nó đâm rất là sâu. Thì em cũng nhiều lần bị con cái nó đâm khi mà đào hang rồi. Thì đa số là đi khâu thôi. Lần khâu 5 mũi, 6 mũi, 3 mũi, 4 mũi có hết. Tay em thì mấy hôm em sẽ quay cho mọi người xem cái lúc đó em bắt. Và em quay luôn cái tay em đi bắt 4 năm nay là bị đó đâm nhiều như thế nào cho mọi người cùng xem. Gần như là tay em chỗ nào cũng có dấu vết của nó đâm hết. Thì có những lần nó đâm rất sâu nhưng mà em không có đi khâu. Em thì em để như vậy luôn. Thì may mắn là da của em nó cũng nhanh lành. Thì nó lại lành hết được rồi. Thì em có 3 lần bị đâm ngay gân tay. Thì đấy, lúc này em đã bị nó đâm. Và tiếp tục em bị nó đâm tiếp. Đây em lại tiếp tục bị nó đâm. Em bị nó đâm 2 cái vô mà vẫn không bỏ nha mọi người. Tại vì mình bỏ là mất con tôm tích luôn. Em vẫn cố gắng đào nó lên. Thì đây là cái đoạn này. Nó chuẩn bị lú cái đầu lên chỗ cái cúc cuối hang của nó rồi. Đây nó lú đầu lên thì thằng em của em nó thấy thì nó rất là sợ. Đây, thấy em có bút nó lên và cái tay em đang chảy máu rất là nhiều đó mọi người, chảy thành giọt luôn đó. Thì con tôm tích này nó đâm được hai bên luôn nha mọi người, nó đâm cả đuôi cả càng luôn. Thì đằng sau đuôi nó có một cái vạch ngang để chém và hai cái gai dài. Khi mà mọi người bắt cái hang to mọi người chọc xuống người chụp được cái đầu nó giống như lúc nãy em bắt cái hang đó. Khi mà những cái con tôm tích nó nhỏ hơn cái hang đó nha thì mọi người sẽ bị nó cong cái đuôi lên nó đâm thẳng vào trong tay mình luôn. Em cũng bị đâm như vậy rất là nhiều lần rồi. Thì như vậy bắt buộc em phải thả tay ra để
để cho con tôm đít nó bò đi, chứ không là nó đâm em mãi luôn. Thì đây em đã có đi đến nhà hàng để em cân cho mọi người cùng xem thì mỗi con nó được bao nhiêu lạng. Thì ngày hôm nay cũng là ngày nước cạn gần như là cuối cùng rồi. Em không biết ngày mai em có cố đi để ra được thêm video nữa cho cô chú anh chị cùng theo dõi không. Thì hôm nay em được 5 con. Thì 2 con nhỏ và 3 con to. Con cuối cùng trong trong bãi cạn thêm đã đào được thêm con nữa. Em sẽ cần cái con đực trước cho mọi người cùng xem. Con cái chứ. Thì con cái này là 3 lạng 6. Con đực này cũng là 3 lạng 6 luôn. Thì con này 2 lạng 8. Và em cân tổng là được 1 ký 2. Thì nếu mọi người hay thấy hay á, thì đăng ký theo dõi kênh để em có động lực tiếp tục em làm video cho cô chú anh chị và mọi người cùng xem. Em xin hết kết thúc video và hẹn gặp lại mọi người. Em xin chào mọi người ạ.